Nóng, Malaysia hủy cáo buộc giết người, thả bị cáo Indonesia trong vụ Kim Jong Nam. Quý vị thính giả thân mến, phía công tố viên không giải thích lý do hủy cáo buộc giết người nhằm vào City Asia. Asia chia sẻ với phóng viên rằng, tối nay cô mới biết mình sẽ được tự do. Reuters đưa tin, hôm nay ngày 11 tháng 3, công tố viên Malaysia đã tiến hành hủy cáo buộc giết người nhằm vào City Asia, bị cáo trong vụ sát hại Kim Jong, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo AP, thẩm phán Malaysia đã quyết định hủy bỏ bản án đối với City Asia, mà không ra phán quyết vô tội sau khi các công tố viên tuyên bố họ muốn rút cáo buộc giết người nhằm vào bị cáo. Phía công tố viên không đưa ra lý do rút cáo buộc. Phiên tòa xử City Asia đã được khoảng vào tháng 12 khi luật sư của bị cáo tranh luận với các công tố viên về quyền tiếp cận lời khai của 7 nhân chứng. Các công tố viên nói với tòa án rằng họ đã được chỉ đạo rút cáo buộc nhằm vào City Asia, tuy nhiên lý do rút cáo buộc không được công bố. Sau khi tòa ra phán quyết, Asia nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng xử án và vào một chiếc ô tô đang đợi sẵn. Asia chia sẻ với phóng viên rằng, tới sáng nay cô mới biết mình sẽ được tự do. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Đại sứ Indonesia Rusdi Kirana cho biết, ông rất biết ơn chính phủ Malaysia. Vụ xét xử đối với bị cáo người Việt Nam Đoàn Thị Hương hiện đang được tạm hoãn sau khi xuất hiện những tình tiết bất ngờ. AB cho hay, trong phiên tòa diễn ra vào hôm nay, Đoàn Thị Hương sẽ bắt đầu quá trình bào chữa nhiều tháng trì hoãn. Salim Bashi, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết, cô đã sẵn sàng cung cấp lời khai tuyên thệ để phục vụ cho quá trình bào chữa. Luật sư của Đoàn Thị Hương nói với AB, cô rất tự tin và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình, chuyện hoàn toàn khác với những gì các công tố viên đã vẽ ra. Cô ấy đang quay một trò chơi khâm và không hề có ý định giết hại hoặc làm bị thương bất kỳ ai. Ý định sát hại là một yếu tố quan trọng đối với cáo buộc giết người theo luật pháp Malaysia. AB cho biết, tội giết người có thể dẫn tới bản án treo cổ, nhưng chính phủ Malaysia dự định hủy bỏ án tử và đã tạm hoãn tất cả các vụ tử hình cho tới khi luật được sửa đổi. City Asia và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc tạt chất độc thần kinh VX lên mặt công dân Triều Tiên Kim Jong tại sân bay ở Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Theo lời khai của hai bị cáo, họ nghĩ rằng mình đang tham gia vào một trò chơi khâm cho chương trình truyền hình thực tế. Today, the prosecution informed the court that they declined to further prosecute the case against City Aisha under Section 254 of the CPC, which means they are no more interested to continue with the prosecution of City Aisha. So on that score, City Aisha has been discharged from the court today. Yeah, of course, we've always been looking forward to the release. We still truly believe that she is merely a scapegoat and she is innocent. As we have already submitted much earlier in the day, even though her defense has been called, was the fact that there was no direct evidence that she applied anything on Kim Jong Nam, as you can see from the CCTV recording. What was purely found was merely traces of degrading products of VX, and that alone is only very circumstantial, and the fact that the clothes that were found did not have the DNA of City Aisha. She is a free person and